250.000 một đôi găng cực kỳ ngon, anh em tin được không? Ok, cùng mình trải nghiệm cái GaiVN thử nhé. Đôi này thì mình nhận từ trước Tết cơ, nhưng bây giờ mới có thời gian để lên clip cho anh em xem. Có 250.000 nhưng vẫn được tặng túi đựng găng nhá. Mới đầu tháo ra có màng bọc như mút con tách anh em ạ. Chắc hẳn anh em yêu găng ai cũng thích cái cảm giác bóc siêu này anh em nhỉ. Bởi vì đa phần những đôi găng có siêu là những đôi găng xịn anh em ạ. Đầu tiên về mặt mút, nói chung là mình thấy độ dính bình thường thôi. Đánh giá rơi vào khoảng 6/10, nói chung là bắt ổn anh em ạ. Mút này là mút không tên nhé anh em nhé. Còn kiểu dáng ngón hình như là negative. Đường khâu thì mình thấy khá là tỉ mỉ. Nói chung là so sánh với những đôi fake nhá, rẻ tiền thì hơn một trời anh em ạ. Nói chung là vô đối trong tầm phân khúc giá tiền này. Anh em không tìm được đôi nào trong giá tiền này mà ngon như đôi này đâu anh em nhé. Tiếp theo về mặt lưng găng cũng được thiết kế là mặt mút luôn anh em ạ. Có màng bọc như mút con tách anh em ạ. Mình lên like nhiều anh em cứ hỏi mình là bắt được hai mặt hay không thì câu trả lời là không anh em nhé. Đai quấn cổ tay 1.5 vòng và là dạng thun co giãn anh em nhé. Có logo của găng spa luôn. Ok, cảm nhận form tay sau khi đeo vào. Đen đen vậy thôi nhưng đeo vào khá là chiến trường đấy anh em ạ. Một điều nữa là găng spa hình như đôi nào cổ tay cũng bé anh em ạ. Đôi này cũng thế, đeo vào khó vãi nhái luôn. Nói chung đôi này sau khi đeo vào cũng khá là ok, form tay ổn. Nói chung là ngon anh em ạ, 250.000 đôi này thì quá ngon. Giờ GaiVN thử đôi này, hiện tại có hai màu đen và trắng anh em nhé. Tiếp theo phần quan trọng nhất của clip này là cách sở hữu đôi găng này. Anh em nghe kỹ nhá. Điều kiện đầu tiên là anh em phải chấp nhận đợi từ 15 cho đến 20 ngày để sở hữu đôi này. Điều kiện thứ hai là đôi này có giá là 250k, yêu cầu anh em thanh toán 100% trước giúp mình. Số lượng của đôi này thì vô hạn, cứ đặt là sản xuất anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em đã đồng ý hai điều kiện trên thì anh em follow TikTok của mình, sau đó liên hệ qua TikTok cho mình thì mình sẽ hỗ trợ anh em đặt hàng và sở hữu đôi này. Ok chưa ạ? Ngon hay không thì mình cũng nói rồi, anh em cũng biết rồi. Giờ thì cùng mình test sơ sơ độ dính cái. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết clip của mình. Mình là Hồng Sơn DK. Follow mình để xem nhiều clip review găng hơn nha. Bye bye anh em. Clip hết rồi.